Chào mừng các bạn đến với Thung Lũng Zero, một góc thiên đường ẩn mình trong lòng Arunachal Pradesh, Ấn Độ. Nơi đây, một bộ lạc đặc biệt đã sinh sống và bảo tồn những giá trị văn hóa độc đáo của mình qua nhiều thế hệ. Hôm nay hãy cùng Gió Documentary khám phá về cuộc sống và văn hóa của người Apatani. Phụ nữ Apatani từng nổi tiếng với tập tục đeo nút mũi lớn và xăm mặt. Dù ngày nay tập tục này không còn phổ biến, nhưng nó vẫn là một biểu tượng văn hóa đầy tự hào, ghi dấu một thời kỳ đầy thăng trầm trong lịch sử của họ. Người Apatani nổi tiếng với hệ thống canh tác ruộng bậc thang tuyệt vời. Họ không chỉ trồng lúa, mà còn nuôi cá ngay trên cùng một thửa ruộng. Điều này giúp tăng năng suất và giữ cho môi trường tự nhiên luôn cân bằng. Vì vậy, UNESCO đã đề xuất đưa thung lũng Apatani vào danh sách di sản thế giới vì năng suất cực cao và cách bảo tồn hệ sinh thái độc nhất vô nhị. Những ngôi nhà truyền thống của người Apatani được xây dựng từ tre và gỗ, dựng trên cọc cao, tránh lũ lụt. Lễ hội, một trong những lễ hội quan trọng của người Apatani là lễ hội